Chào anh chị em, tôi Linh Mục Dông OTC Ta Nguyễn Minh Hùng, Chánh sứ Giáo sứ Thánh Tuân đây, xin được gặp lại anh chị em. Ngày hôm kia, lễ các Thánh Tự Đạo Việt Nam, tức là ngày thứ 6, 24 tháng 11 năm 2023, tôi có nhờ ban truyền thông giúp tôi giới thiệu với anh chị em về Đài các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Tôi thấy mình đã giới thiệu khá chi tiết về ý nghĩa của đài của các Thánh Tự Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Tuân. Tuy như vậy nhưng vẫn còn một chi tiết bị thiếu mà hôm nay tôi muốn bổ sung cho anh chị em để chúng ta cùng biết cái chi tiết đó. Mặc dù nó nhỏ thôi nhưng cái chi tiết đó cũng quan trọng. Anh chị em nhìn lại nha. Chúng ta thấy cái bức tường màu đỏ nó không bằng, tức là ở trên đỉnh bức tường đó nó không bằng. Chúng ta thấy là đây là cái góc, một góc của bức tường ha. Chúng ta đi lên nó là dốc, bức ở trên đầu bức tường dốc, lên tới cái đỉnh cao nhất là nơi cây thánh giá. Đấy, tại sao bức tường không ngang bằng, không bằng phẳng mà lại là dốc? Từ ở dưới góc phải này lên tới đỉnh là cây thánh giá. Tại sao? Thưa anh chị em, điều này muốn nói là để theo Chúa Kitô, tất cả chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng, phải hết sức cố gắng, phải phấn đấu trong cuộc sống của mình. Nếu không, chúng ta không giữ được đức tin. Từng ngày trong đời Kitô hữu luôn luôn đòi mỗi người phải nỗ lực, phải gắn bó với Thiên Chúa và phải đặt vững niềm tin của mình. Chúng ta đi trên con đường trần thế là một con đường không bằng phẳng, là đi trên con đường trần thế để tiến theo Chúa Kitô trong đức tin là một con đường không dễ dàng tí nào, phải nỗ lực, phải cố gắng như chúng ta leo dốc vậy. Và để tiến tới thánh giá, để tiến tới ơn cứu độ là một cuộc đời nỗ lực liên tục, một cuộc đời phải luôn luôn gắn bó với Chúa trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến luôn luôn. Bằng chứng là các Thánh Tự Đạo Việt Nam trở thành biểu tượng cho lòng tin, lòng cậy và lòng mến ấy. Các ngài đã hiến dâng mình cho Chúa ngay khi các ngài còn đang thở trên dương gian này, cho đến khi đầu các ngài rơi, máu các ngài đổ, các ngài vẫn một lòng yêu mến Chúa và trải qua không biết bao nhiêu những khó khăn để bảo toàn đức tin cho chính mình và bảo vệ đức tin, nền tảng đức tin ấy cho Hội Thánh Công Giáo. Các ngài tiến về cùng Chúa Kitô, các ngài tiến về cùng với Thánh Giá Chúa Kitô bằng cách mang vác chính cây thánh giá của cuộc đời mình. Cho nên đằng sau bức tượng hay đằng sau tượng đài các Thánh Tự Đạo Việt Nam là một bức tường không bằng phẳng nhưng là một bức tường dốc. Từ ở dưới dốc, đời con người chúng ta gắn bó với Chúa Kitô để bước theo Chúa Kitô trên con đường đó lên tới ơn cứu độ là chính Chúa Kitô, biểu tượng của thánh giá của chúng ta. Thưa anh chị em, có một chi tiết mà tôi bỏ sót hôm giới thiệu với anh chị em về Đài các Thánh Tự Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Tuân, tại nhà thờ Thánh Tuân, thì hôm nay tôi xin được giới thiệu qua một chút như vậy và xin được bổ sung như vậy để anh chị em hiểu thêm ý nghĩa của chúng ta, ý nghĩa của Đài các Thánh Tự Đạo mà chúng ta đang có đây. Thôi thì tôi nghĩ rằng giới thiệu thêm như thế cũng đã đủ rồi. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, đã theo dõi. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin các Thánh Tự Đạo Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta và xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta sống trọn đức tin, trọn vẹn lòng cậy trông và lòng mến của mình, son sắt cho chỉ một mình Chúa mà thôi, như các Thánh Tự Đạo đã để lại cho chúng ta bằng chứng sống và chết cho đức tin của các ngài vậy. Vậy một lần nữa xin kính chào anh chị em.